Rồi, trại cô gái Bình Mỹ Bắc Tân Nguyên Bình Dương xin mến chào anh em đam mê cô gái. Rồi tiếp tục dự án ha. 138 này là máy ghi máy hết 100% rồi. Bông đẹp thì cứ con 400 ha, hai con 400. Ba con 500. Ba con này thì 500 ha. Anh em nào lấy 138. Rồi, chốt rẻ 1 triệu 2 5 con luôn. 1 triệu 2 5 con nha anh em. Rồi 139 3 con 500. 140 3 con 500. Đó. 142 3 con 500. Rồi. 1 triệu rưỡi nè, 1 triệu 2 nè. Rồi anh em nào lấy hết luôn thì 2 triệu rưỡi anh em tự trả tiền xe ha. Tự trả tiền xe. Đây là 5 con, 5 con 9 con nữa là 14 con, 14 con 2 triệu rưỡi nha anh em. Rồi. 138 5 con 1 triệu 2, nhắc lại luôn, 5 con 1 triệu 2. Tự trả tiền xe. 139 3 con 500 tự trả tiền xe. 140 3 con 500 tự trả tiền xe. 142 3 con 500 tự trả tiền xe. Tổng 3 6 9 9 với 5 là 14. 14 con này lấy 2 triệu rưỡi tự trả tiền xe. Cơ bản là máy ở 99% rồi. Em cũng lược rất kỹ rồi. Thì anh em nào buộc kết thì cứ liên hệ em. Hoặc là cứ mua lẻ thì cứ con một con 250 ha. Máy thì cứ lẻ một con 250. Anh em cứ coi kỹ clip rồi chụp hình lại ha. Còn con bông này cứ 400 con ha. Như con máy này là rất trứng rồi nè. 400 ngàn nha. Còn con này thì chưa rớt trứng nè, nhưng mà trước nó ở trong AV là gù cánh bướm. Đấy, cũng 400 luôn. Nhưng mà tách ra thì thấy cũng không có thái độ tốt. Có nghĩa là nó sàn sàn sàn, nó cũng muốn trống mà muốn mái nên thôi. Em nhốt đây luôn, em lấy chuồng em nuôi làm dự án khác. Đó. Thì thẳng thật với anh em vậy. Vậy cho dễ làm việc. Cứ anh em mình tới với nhau sự chân thành nó dễ hơn. 5 con này 1 triệu 2. Đó. Còn anh em nào bắt chim bông không thì cứ một con 400 nha. Anh em tự trả tiền xe hết đó. Riêng con này thì đã rất trứng nha. Con này rất trứng rồi nha anh em. Đó. Còn con này chưa nha. Nói kỹ kỹ cho anh em mình. Anh em nào coi muốn mua thì cho dễ. Không hỏi tới hỏi lui. Vừa tốn thời gian mà nhiều khi anh em cũng ngại hỏi nữa. Muốn mua mà ngại hỏi nha. Nên em nói cụ thể vậy luôn. Anh em mình được thì chốt cho nó nhanh gọn lẹ. Rồi cảm ơn anh em xem clip ha. Hẹn anh em ở clip tiếp theo. Bye bye.